AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Super Pixel City cho phép bạn chiêu mộ các nhân vật đến từ nhiều chủ đề khác nhau để chiến đấu chống lại sự áp bức của những kẻ hung ác. Game đưa bạn trở về thập niên 90 để hoài niệm và vai nhân vật Son Goku lúc nhỏ. Tại đây người chơi sẽ phải chiêu mộ các nhân vật đến từ nhiều chủ đề khác nhau để cùng mình chiến đấu chống lại sự áp bức đang xuất hiện ở khắp nơi. Bạn sẽ được gặp lại nhiều nhân vật nổi tiếng như là Gấu Trúc Po, Quy Lão Tiên Sinh, Tôn Ngộ Không, Lý Tiên Long, V, Hulk Wolverine và tập hợp một đội hình tối đa 5 người để chiến đấu cùng với nhân vật chính Son Goku của mình. Sản phẩm mang lối chơi có phần idol với việc các nhân vật ngoại trừ Son Goku trong đội hình của bạn sẽ được tự động chiến đấu theo lượt với từng đợt đội hình kẻ thù ở mỗi màn ải. Game thủ có thể nhấn liên tục vào màn hình để Son Goku bắn chửng gây sát thương bọn kẻ thù nhằm hỗ trợ các anh hùng. Mỗi màn ải vượt qua đều đem về phần thưởng là tiền xu để bạn sử dụng thăng cấp cho các nhân vật, bao gồm cả Son Goku, giúp nâng cao khả năng chiến đấu của họ. Vậy bạn còn dần chơi gì nữa mà chưa trải nghiệm thử Super Pixel City và tập trung đội hình anh hùng Pixel của mình ngay đi nào? Super Pixel City có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa Pixel 2D cùng tạo hình nhân vật theo cách chibi trông vô cùng ngộ nghĩnh. Hơn 60 anh hùng đến từ nhiều chủ đề phim và trò chơi nổi tiếng khác nhau. Họ còn được chia làm 4 hệ nguyên tố tương sinh tương khác nhau khi giao chiến. Tính năng FK giúp thu thập tích lũy tài nguyên cho người chơi một cách liên tục ngay cả khi ngoài tuyến. Có hoạt động đấu trường BB cho các người chơi tham gia tranh giành thứ hạng và kiếm về phần thưởng đặc biệt. Được cho 999 lần rút gacha miễn phí để tận hưởng trong việc xây dựng theo ý muốn và phát triển đội hình. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, không mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.